Thì rất là nhiều các cái clip tôi đã từng chia sẻ rằng là không chỉ những là động cơ diesel D33 mà những động cơ khác cũng thế nhé các bạn. Thì chúng ta nên ưu tiên là xi măng nhớt cho lên phía trên. Sở dĩ là ưu tiên cái miệng của xi măng lên phía trên là bởi vì nhớt khi nó đầy thì nhớt thường là nó ở phía dưới. Cái miệng này ở phía dưới thì chúng ta trước hết cũng là cảm nhận được là nó không hợp lý đúng không? Thì bây giờ chúng ta đưa lên ở phía trên. Nếu các bạn xem thấy clip này hữu ích và thiết thực, giúp ích được điều gì đó cho các bạn thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh VHTV, hãy like, hãy nhấn chuông và đăng ký kênh để không bỏ sót những video tiếp theo, và cũng mong được sự ủng hộ của các bạn. Thì như lúc nãy tôi đã nói rằng là hai cái miệng của vòng xi măng nhớt và những cái bộ hơi mà có 6 đinh thì chúng ta hãy đặt ở các những cái vị trí để làm sao mà tránh ở vị trí các cái đinh ốc là được nhé các bạn. Khi đưa vào thì các bạn cắn đấy, thì như tôi đã cắn là nó sẽ lệch ở vị trí của cái đinh ốc giữ mặt phi lát. Đây là một cái bước mà chúng ta lưu ý để không trùng. Thứ nhất là không trùng vào lỗ ắc, thứ hai là không trùng vào cái đinh giữ mặt phi lát. Đối với cái bộ vòng ép này thì nó có từ D4 cho đến B38 đủ các cái kích cỡ. Còn hiện tại thì đối với D33 thì tôi sẽ dùng cái vòng này. Các bạn hãy cho ấn vào hết tất cả các cái vòng. Đã đưa cụ đề ra rồi chứ? Cụ đề vẫn đưa ra chứ? Thưa các bạn, sau khi đã đặt xong các cái vị trí thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại xem cái độ chính xác đã chuẩn hay chưa để chúng ta có thể là đưa cái bánh răng điều tốc vào. Hai số 1 của bánh răng điều tốc thì ăn xen kẽ với số 1 của bánh răng trục cơ. Đây, như thế là đã chính xác rồi nha các bạn. Tiếp theo là hai số 2 của bánh răng điều tốc thì ăn xen kẽ với số 2 của bánh răng trục cam. Tiếp theo là hai số 0 của bánh răng điều tốc thì ăn xen kẽ với số 0 của đối trọng dưới. Đây, như thế là ok nhé các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ xoay cái bánh răng đối trọng dưới, tức là số 0 của bánh răng đối trọng dưới chính xác vào, là chúng ta sẽ đưa cái bánh răng điều tốc đẩy vào. Đây em xoay làm sao mà em cự lại cái đối trọng để số 0 của đối trọng dưới ăn xen kẽ vào hai số 0 của bánh răng điều tốc giúp anh ấy. Hơi trải tay. Đây, như thế là đã đúng thì chúng ta đẩy vào nhưng mà không đẩy hết đâu nhé các bạn. Để bây giờ chúng ta sẽ đưa cái bánh răng của trục tay quay vào. Để làm sao cắn được cái số 3 của bánh răng trục tay quay ăn với số 3 của bánh răng điều tốc, tức là xen kẽ với bánh răng điều tốc, và đồng thời cũng
ăn xen kẽ với số 0 của bánh răng tay quay. Đấy, khi đưa vào thì các bạn hãy đưa cái số 3 của bánh răng tay quay ăn xen kẽ vào vào hai số 3 của bánh răng điều tốc. Và đồng thời chúng ta xoay làm sao mà số 0 của bánh răng đối trọng trên ăn chính xác vào cái hai số 0 của bánh răng tay quay là ok nhé các bạn. Sau khi đã chính xác rồi thì chúng ta sẽ đẩy cái bánh răng tay quay và đồng thời đẩy cái bánh răng điều tốc vào. Đấy, như thế là ok nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa trước khi đưa cái mặt bưởng mẹo vào, hay còn gọi là đưa cái mặt tay quay vào. Đây, các bạn có thể nhìn qua hình ảnh cũng quan sát thấy là đã xén kẹ và chỉnh xảo vào nhau rồi nhé các bạn. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ đưa 6 viên bi điều tốc vào. Khi kiểm tra cái bưởng cam này thì các bạn nên kiểm tra cả cái bạc, như cái bạc tay quay, xem nó có bị loẻn, bị nứt, bị vỡ hoặc bị lỗi hay không, để chúng ta xử lý, có thể là hỏng thì thay thế. Đây, đúng rồi, em vệ sinh thì bề mặt của lốc máy đi. Em phải chú ý và tập trung vào 6 cái chân của đinh ốc tiếp giáp với mặt quy lát này. Vệ sinh càng kỹ thì càng tốt. Còn keo là đây là một trong những cái đúc rút kinh nghiệm. Em phải khi sử dụng keo là phải bôi làm sao thật mỏng, chứ không thể bôi dày như thế này được được. Không thể bôi dày như em bôi keo trước đấy đâu nhé. Các cái lỗ dầu cũng như là lỗ lưu thông, luân chuyển làm mát nước quanh thành chi lanh. Đấy, các cái chân đinh ốc như thế này, em phải vệ sinh thật kỹ càng. Tránh cái tình trạng là cái keo nó đang còn đọng lại ở đây. Dẫn đến nó sẽ làm tắc tịt những cái vấn đề, các cái lỗ lưu thông, làm mát cho quanh thành chi lanh. Đấy, cái mặt sáu này mà em cũng bôi keo nhiều như thế này. Đối với cái mặt sáu này không cần thiết lắm đâu em. Các bạn là mình phải lắp đúng và vặn ốc thật đều và cân đối lực là được thôi. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ rồi thì bây giờ chúng ta sẽ lắp hơi nhé các bạn. Lắp bê tông và xi măng vào. Trước khi lắp thì các bạn nên bôi nhớt sạch vào. Tiếp theo thì các bạn nên phân bổ xi măng sao cho nó hợp lý. Thì rất là nhiều các cái clip tôi đã từng chia sẻ rằng là không chỉ những là động cơ diesel D33
mà những động cơ khác cũng thế nhé các bạn, thì chúng ta nên ưu tiên là xi măng nhớt cho lên phía trên. Sở dĩ là ưu tiên cái miệng của xi măng lên phía trên là bởi vì nhớt khi nó đầy thì nhớt thường là nó ở phía dưới, thì chúng ta để cái miệng này ở phía dưới thì chúng ta trước hết cũng là cảm nhận được là nó không hợp lý, đúng không? Thì bây giờ chúng ta đưa lên ở phía trên. Đấy, cách lầu ăn bê tông khoảng 3 phân. Nếu các bạn xem thấy clip này hữu ích và thiết thực, giúp ích được điều trị đói cho các bạn, thì mong các bạn hãy ủng hộ kênh Với Hạt TV. Hãy like, hãy nhấn chuông và đăng ký kênh để không bỏ sót những video tiếp theo. Và cũng mong được sự ủng hộ của các bạn. Sau khi tôi đã phân bổ thì như lúc nãy tôi đã nói rằng là hai cái miệng của vòng xi măng nhớt và xi măng khí thì cho ở phía trên có mặt quy lát, tức là có 4 đinh giữ mặt quy lát. Còn đối với những cái bộ hơi mà có 6 đinh thì chúng ta hãy đặt ở các những cái vị trí để làm sao mà tránh ở vị trí các cái đinh ốc là được nhé các bạn. Và cái chữ của cái đường ốc tay biên phía trên đồng nghĩa với cái phần trên của quả bê tông. Khi đưa vào thì các bạn cắn đấy, thì như tôi đã cắn là nó sẽ lệch ở vị trí của cái đinh ốc giữ mặt quy lát của hai cái miệng của nó. Đây là một cái bước mà chúng ta lưu ý để không trùng. Thứ nhất là không trùng vào lỗ ác, thứ hai là không trùng vào cái đinh giữ mặt quy lát. Thưa các bạn, đây là bộ vòng ép để chúng ta vào xi măng. Đối với cái bộ vòng ép này thì nó có từ D4 cho đến B38 nha các bạn, tức là đủ cả cái kích cỡ. Còn hiện tại thì đối với D33 thì tôi sẽ dùng cái vòng này. Các bạn hãy cho ăn vào hết tất cả các cái vòng. Trong đó chúng ta bóp kềm. Đây, như thế là tôi đã đưa được cái tông và xi măng vào một cách đơn giản nha các bạn. Thấy chưa? Sau khi đã đẩy quả bê tông về phía sau và thanh tuyền về phía sau rồi thì chúng ta bôi nhớt vào nha các bạn. Các bạn hãy sử dụng cái loại nhớt sạch nhất. Các bạn lưu ý rằng là vặn tay để cho nó ăn rén đã nhé, để khi đó mới dùng có thể dùng súng bắn hoặc là dùng những cái lực khác để vặn vào, còn không nó phải chơi rén. Đây, sau khi lắp đúng kỹ thuật và mình xử lý cả cái tình huống rồi thì máy quay nhẹ nhàng nhé các bạn. Và tiếp theo là chúng ta phải nên công để lấy cái độ chắc chắn.
Để như thế là ngon lành nhé. Sau khi đã vệ sinh sạch sẽ thì bây giờ chúng ta sẽ lắp mặt pin lát vào. Các bạn nên kiểm tra dàn co xem nó có rớ có hay không. Rơ ngang như thế này là không vấn đề gì cả, nhưng mà nếu mà lắc rơ dọc thì là không được nha các bạn. Các bạn nên chú ý tấm của con để làm sao cho nó hợp lý nhé. Sau khi đã đưa dàn co vào rồi thì chúng ta nên nới lỏng với con ốc bên này để chúng ta cắn chỉnh. Rất là nhiều động cơ tôi đã chia sẻ với các bạn rằng là bên hút là 0,35 mm, còn bên xả là 0,45 mm là hợp lý nha các bạn. Sau khi chúng ta đã chỉnh chuẩn rồi thì các bạn dùng tay để siết chặt con ốc này lại cái đã. Sau đây các bạn quay một vòng thì nó sẽ rất là chắc nha các bạn. Vòng thứ hai thì nó sẽ có đủ rơ. Bên hút là 0,35 mm, còn bên xả là 0,45 mm. Sau khi đã chỉnh xả rồi thì bây giờ chúng ta sẽ khóa con ốc này lại. Nếu như các bạn cắn chưa quen thì các bạn nên dùng cái loại tôn 3,5 gem hoặc là và tôn 4,5 gem thì các bạn có thể dùng tôn 3,5 gem đi. Các bạn cắn đúng một bên xong rồi bên này thì các bạn cho nó hở hơn.
thì như thế là sẽ là hợp lý và đúng kỹ thuật. Đối với động cơ D28 cho đến D35 nhé các bạn, thì chúng ta sẽ đổ vào khoảng tầm 3,8 lít đến 4 lít. Còn khi đổ nhớt vào rồi thì chúng ta phải kiểm tra cái đường nhớt đã lên tốt hay không. Thì bây giờ tôi sẽ quay để nếu mà nhớt nó đã lên đây thì có nghĩa là đường nhớt đã tốt đấy nhé các bạn. Sau khi đã kiểm tra được cái đường nhớt tốt rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái hệ thống nhiên liệu, hay còn gọi là ta phải thử được cái nhiên liệu ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ quay để kiểm tra xem nhiên liệu đã về ở vị trí của tổng bấm có áp hay chưa. Thứ hai nữa là nó có tắc tít ở cái tiêu ô này hay không. Ok. Đây nhé các bạn, đây là một trong những cái kinh nghiệm mà có thể là đã quá nhiều cái đời máy thì mới nắm được, là vì có nhiều cái đời máy là cái rén này nó thô. Tức là cái rén ốc dầu đấy nhé các bạn. Đây ví dụ như hai cái đinh này. Là cái rén nó khác nhau, một bên là rén thô còn một bên là rén mịn. Nếu như trường hợp chúng ta không nắm được cái quy trình của nó mà vặn sai thì nó sẽ chảy rén ngay nhé các bạn. Đấy là hiện tượng là vặn chảy rén. Cho nên mỗi khi vặn những con ốc dầu như thế này, có ốc nhớt như thế này, các bạn nên để ý cái rén của nó. Chúng ta quay kiểm tra nhiên liệu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thử cụm đèn full. Hello, ok nhé các bạn.